Cô gái luôn rồi. Cô gái xuất hiện. Giống như muốn mình giúp đỡ cái gì mà người lại chúng ta. Bây giờ cô có nói được không? Rồi, đang cầu xin mình việc gì á? Hello, xin chào thầy cô chú anh chị và các bạn đang quay lại kênh YouTube của Săn Mai Vlog nha. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể cô chú anh chị và các bạn đang quay lại kênh YouTube của Nguyên Đờm Vlog. Thì cả nhà, thì hôm nay anh em mình tiếp tục quay lại cái ngôi nhà hoang nơi cô gái 17 tuổi chú cổ mọi người. Thì lần trước thì anh em mình đã đến và cúng con gà luộc cả nhà. Thì thật sự khi mà hai anh em lại kiểm tra con gà, hai anh em mình hồn phách lên mây. Là không mà cái tập ăn con gà muốn nửa con gà. Ừ, mà cái tập gần nhất là cái tập mà mình đặt cái camera ở phía trong của chỗ đó nữa. Đúng rồi. Tập con gà tập trước rồi. Đúng rồi, mình nhớ lộn cái thì cái tập đó thì anh em mình hôm đó anh em mình cúng thì anh cũng quên ta. Thì gì cũng bánh thôi. À đúng rồi. Đó thì hôm nay anh em mình quay ra đây á thì thật sự cái hương cô gái này cũng rất là dữ mọi người. Thì anh em mình cố gắng cũng như là bằng mọi giá để tiếp cận với hương linh cô gái này và muốn giúp đỡ cho cô gái này mọi người. Thì những cái lần sau anh em mình đến đây thì cảm thấy là cái hương linh làm như là giảm lại, không còn giữ như cái lúc đầu tiên. Cái lúc đầu tiên theo như là anh nghĩ là lúc đầu anh em mình vào đây thì cái hương linh sợ mình sẽ hại á, cho nên giữ vàng người anh em mình đến cúng thường xuyên đó, làm như mình cảm thấy là coi như là cái vong linh này là như hiền lại, giống như có lẽ là họ cái hương linh này họ có thể là cảm giác được cái sự thân thiện như là cái sự mà muốn giúp đỡ của anh em mình đó. Đó. Thì anh em mình đến đây chủ yếu là để giúp cho những cái hương linh giống như những nơi khác cũng vậy, nó cúng kiến cho họ và giúp họ siêu thoát. Trong khi đó thì anh em mình cũng đem đến những cái tấm lòng tốt để đến cúng cho những cái hương linh bất qua bất vượng cả nhà. Thì thật sự những cái vong linh nó rất là khổ cả nhà. Đó, thì cả nhà mình xem những cái tập phim của anh em mình đó, thì có lẽ thì ví dụ như là có những anh chị các bạn thế nào đó có những cái tình trạng như cuộc sống không tốt mà nghỉ quẩn đó, thì nên xem những cái video này và cũng như là nên cân nhắc. Đúng rồi, phải cân nhắc. Thứ nhất là phải suy nghĩ cho đúng đắn cả nhà. Đó. Thật sự một cái sinh mạng của người con người mình á thì rất là quý giá. Đúng rồi. Mình còn phải lo cho cha cho mẹ. Nói chung là mình sanh ra là cha mẹ sanh mình ra, là sau này là mình cũng phải phụng dưỡng lại cha mẹ. Báo hiếu. Báo hiếu. Chứ còn nhiều khi có một cái chuyện gì đó xảy đến rồi cái suy nghĩ tiêu cực rồi tự vẫn này kia đó cả nhà, thì rất là khổ. Thì mắc rồi rất là khổ chứ không phải là mắc mà là hết đâu. Thì có nhiều người họ cứ nghĩ là chết là hết, nhưng mà thật chắc chết không phải là hết. Những việc là chúng ta trên cõi đời này, việc thiện thì sẽ được điều tốt, còn việc mà xấu thì sẽ bị trả báo cũng như là bị nếu xuống dưới thì sẽ bị trả lại, giống như là ở ác thì gặp ác đó, còn ở hiền thì được lập lành đó. Thì qua những cái clip của anh em mình thì cũng là chứng tỏ như cái đó cũng như là một lời khuyên, một lời nhắc nhở, khuyên và lời nhắc nhở đến những cái bạn trẻ mà hay suy nghĩ tiêu cực đó, thì phải muốn làm cái việc gì đó phải suy nghĩ lại cho kỹ càng, cân nhắc, chứ đừng có kiểu mà hành động dại dột á thì khổ cả đời. Thì cái kiểu như người ta nói là tu ba kiếp mới được làm người nó, mà trong khi đó là đầu thai rất là nhiều kiếp súc vật, mà trong khi đó mà
không được làm người, mà một khi đã làm người rồi không biết trân trọng cuộc sống của mình, lại nghĩ cái hướng tiêu cực rồi đi bỏ mạng sống của mình vẫn đó, rồi sau đó làm một cái hương linh dắt giác dưỡng như thế này rất là khổ mọi người. Mà cái tội á, mà cái tội mà giết giết người á, cái đó là cũng quy vô cái tội giết người luôn, thì đó tự là mình giết mình, mình giết mình đó, là khi mà xuống dưới á là rất là khổ, tại cái... vì á, là cái sinh mạng là cha mẹ tạo ra mình mà mình tự giết mình đó. Nhưng mà cái tội, ví dụ như mà cái tội mình giết người á thì nó nhẹ hơn cái tội mình tự giết mình. Đúng rồi. Tại vì á, giết người là nó là ăn quán từ nhiều đời trước, giống như là kiếp trước mày giết tao, kiếp này tao giết mày, đó là trả là cái quán. Còn mà tự mình giết mình có là bỏ đi cái sự nuôi dưỡng cha mẹ chưa kịp công báo đáp, ơn. Công ơn đất nước này nọ, tại vì nhiều anh hùng liệt sĩ người ta chết đi, người ta mới làm cho đất nước giải phóng đúng không, cuộc sống được bình yên. Nó mà mình chưa trả được gì hết trơn, chưa trả được gì mình chết xã hội hết là tự hại mình chết đó, thì cái đó là rất là khổ. Thì ok, thì anh em không nói dài dòng nữa, thì giờ anh em sẽ vào trong cái nơi này và xem hôm nay có gặp được cô gái không người. Ok cả nhà, thì hôm nay thì anh em mình cũng nói hơi nhiều, thì cũng mong quý cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Thì ok, thì vậy thì thôi nha, xin mời cả nhà cùng đi đi. Thì ok cả nhà, thì bây giờ hai anh em mình sẽ vào trong nha. Theo hai anh em mình nha cả nhà. Thì hôm nay trời rất là sáng mọi người, nên camera có thể quay rất là xa, mọi thấy không? Camera có thể quay lúc đó luôn, tại vì có ánh trăng á. Còn bình thường quay được khoảng tầm 10 mét là hết đất rồi, 10 mét là thấy hết thấy đường. Thì mỗi lần anh em mình đến đây thì anh em mình cũng đều vào căn nhà hoang ngày trước cả nhà. Hôm nay em ru ha. Thì hôm nay thì bước vào cái chỗ này thì cũng chưa có nghe cái động tĩnh gì hết. Những cái lần trước anh em mình đến đây thì sởn da gà luôn cả nhà. Điếng tim luôn chứ vậy. Không. Thì lúc mà anh em mình dắt đi cái cọng dây mà thòng lọng đó cái này, thì anh em mình cũng không có còn cam trong cái căn nhà nữa, tại vì cái cô gái không còn xuất hiện. Nó đi ra ngoài rồi. Bữa là ở xuất hiện trong cái sổ lắm nè, hôm nay không biết có không. Không thấy gì, không thấy gì mà cũng không nghe động tĩnh gì luôn. Hôm nay im re luôn á. Hay đi vòng, đi vòng qua bên vườn chuối đi. Thì tại bình thường á là cái hay xuất hiện ở vườn chuối. Thôi kêu vậy thì anh em mình sẽ qua vườn chuối mọi người. Hôm nay ở đây em cái mùi gì lạ lạ ta? Giống như mùi bông hoa vậy á, không? Biết mùi bông gì mà hôi 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 á. Ê, giống như cái mùi bông cúng vậy. Biết không? À, là có ai đây cúng không ta? Đây có chiếc chiếu nè. Đốt lửa này. Ừ. Mùi gì ta? Mùi hôm hực luôn á. Hoặc là có ai đây cúng kiến gì không trời? Cúng kiến gì mà sẽ có chiếu đâu. Mình nếu có cúng chắc nếu bằng ngày á. Ngày chiếu thì cũng đâu có gì đâu. Sao tao dọn về hết trơn rồi sao? Bông này không con quen mà không biết là bông gì. Mùi hương vậy. Ok, thì
kia đi. Bây giờ anh em sẽ đi vòng qua bên cái vườn chuối nha mọi người. Quay lần nữa có thấy gì không? Không thấy. Mà ra đây đâu còn nghe đó không? Đâu nghe mũi đâu. Mà trong cái nhà hoang đó thì nghe mùi thơm giống như một cái loài hoa gì mọi người, giống như là một loài hoa cúng vậy. Một cái mùi nghe quen mà. Còn ớt thì. Ớt thì làm hết hồn. Cái đèn pin ngất cái đèn. Thấy trắng trắng tưởng đâu cô gái đứng trong nhà chứ không phải. Thiết dạ vậy. Ngộ ha, mà sao mà cái ánh đèn hồng ngoại mình không có giỏi ánh sáng mà sao nó dạ hay ha. Đúng rồi. Không hiểu luôn á. Như anh và anh dội qua gì anh quay qua gì đúng không? Thấy ánh sáng luôn. Em quay thấy ánh sáng nó sáng ra chân chân luôn. Thấy ánh sáng của mấy anh luôn á. Mà mình thật sự bên ngoài thấy tối thui à. Không hiểu tại sao, hay thiệt. Bởi vì từ cái cam gì người ta thấy ma được. Thử mình đi mà quay ra ban ngày là mới thấy được hương linh chứ. Đây vô khúc này quay càng càng cẩn thận nha. Coi chừng nó xuất hiện mình không biết. Tọt ra nhìn vô cái nhà cái coi. Dạ. Rồi cam đi tới cái miếng thiết miếng bấm mực chưa hay nữa. Không thấy gì. Máy được tắt. Có là tại vì nãy em để cái cam dụng như miếng bấm mực nó nắng nút. Đúng rồi. Tắt luôn. Đụng gì đó nó tắt luôn. Anh em mình cũng đã đến đây rất là nhiều lần và anh em mình cũng mong là sẽ tiếp tục được cái cây chuối gì vậy? Thấy trắng trắng cây chuối mà không phải không ta nhìn giống vậy nhìn đã bị ám ảnh luôn rồi cây chuối quay xa xa gì chắc chắn là hết hồn tự xuất hiện. Anh em mình cũng muốn được tiếp cận với lại cô gái treo cổ này để coi như là tìm hiểu thêm về cái nguyên nhân như thế nào mà cô lại nguyên sinh như vậy đó nha. Thì để anh em mình giúp đỡ để được siêu thoát á. Thì nếu mà có lẽ mà nếu mà hương linh cô gái này linh thiêng cũng như là có nghe được là anh em chúng tôi nói á, thì nếu mà cô có đang thắc mắc cũng như đang giúp đỡ điều gì thì hãy cho chúng tôi được tiếp cận và tìm hiểu được, thì nếu được thì chúng tôi anh em tôi giúp được thì anh em tôi sẽ giúp. Chứ đừng có hạ anh em tôi để làm gì, thì anh em tôi đến đây chỉ là muốn giúp cho con Linh thôi. Thì lần trước thì anh em mình đến đây quay thì cũng không có thấy cô xuất hiện. Hình như lần trước đi vô có xuất hiện không ta? Quên rồi. Hình như có vậy mà. Nhớ. Thì giờ đi vô trong luôn. Mà không biết là cái đường này dẫn tới đâu không ta? Thì cái hôm mà anh em mình đặt camera chỗ này giống cúng gà nè mọi người. Đúng rồi. Cái góc này là hôm trước anh em mình đã cúng con gà ở đây. Em nhớ rồi, là hình như là cái tập gần nhất mình đặt ở đây là hình như là hôm đó cái hôm nó trội cái gì một cái bịch đó nhá không? Đúng rồi.
có xuất hiện mà trội chưa không? Có xuất hiện. Đúng rồi. Tại vì đến đây giết bị hù dọ, giết là hết nhớ. Nhớ gì hết, không còn nhớ là tập nào luôn. Thì lần trước gần nhất là anh em mình đặt máy ở đây nè, cúng kiến ở đây nè. Mà khi mà anh em mình đặt đây thì anh thấy xuất hiện nhiều lần lắm, thì hôm nay anh em mình sẽ tiếp tục đặt ở đây một lần nữa. Nếu mà phải chi á, mà cái cô gái này mà chấp nhận mà cho anh em mình tiếp cận mọi người, thì có thể anh em mình sẽ liều sức hồn lần nữa để giao tiếp, như là hỏi gõ nguyên nhân và hỏi xem cô gái đang cần điều gì và cần giúp như thế nào nó, thì anh em mới giúp được. Chứ bây giờ mà cô gái này không có thể, không chịu xuất hiện rồi tiếp cận với anh em mình, cũng như là cho anh em mình tiếp cận á, thì anh em mình cũng chả biết làm thế nào nữa. Đúng rồi, thì anh đấy, em mình cũng rất là mong sẽ tiếp cận được với cô gái để có cơ hội để giúp đỡ được cho cô đi siêu thoát cả nhà. Tại vì thật sự thì vong hồn thì rất là khổ, cho nên em mình rất chắc là muốn giúp đỡ, nhưng mà phải tiếp cận được thì mới giúp đỡ được. Thì ok, thì chắc lẽ thì hôm nay anh em mình trước khi cúng kiến thì hai anh em mình sẽ nói ra những cái lời và anh em mới vừa nói á, để cô nghe, cô gái có thể nếu mà nghe được á, thì cô gái nếu mà chấp nhận á, thì xuất hiện cho anh em mình tiếp cận và cũng như là hỏi những lý do, cũng như là những cái thắc mắc và những cái điều mà cô ấy muốn đó, thì anh em mình giúp được mọi người. Ok, thì bây giờ mà anh em mình sẽ tạm ngưng để chuẩn bị tìm cái góc nào đó và đặt máy quay cả nhà. Ok, tạm dừng mọi người. Rồi cả nhà ơi. Ok cả nhà, thì anh em mình nãy giờ thì cũng đã chuẩn bị mấy trái xoài với lại mấy cái bánh cả nhà. Đưa em đốt luôn chứ để cắm. Thì hôm nay anh em tôi đến đây thì nếu mà không linh cô gái mà có linh thiêng á, em cúng em giấy đi. Để em đốt. Em giấy ha. Cúng giấy luôn. Vái vô giấy. Đúng rồi, cúng vái đi. Cúng vái mới đúng. Nghe cúng giấy nghe ghê quá. Nó bị dị ứng gì đâu, cắn cắn gì vậy. Tắt đèn đi. Thấy đường không? Có ánh trăng mà. Thì hôm nay anh em tôi đến đây á, thì một lòng muốn giúp cho cái hương linh cô. Nếu có hương linh cô có linh thiêng á, thì hãy cho chúng tôi tiếp cận và được hỏi những điều mà cô muốn chúng tôi giúp, thì chúng tôi mới biết đường mà giúp cô. Vậy thôi, nếu mà cô nghe được thì cô hãy chứng minh cũng như là cho anh em tôi được có cơ hội giúp nha. Gió lên này. Trời ơi. Tự nhiên đốt cái tiền bạc gió lên dữ vậy. Ui.
Tiêu kế nha. Thì bây giờ chú sẽ nó một mắt. Được đi. Thì bây giờ anh em sẽ đi ra ngoài và để mít đây mọi người. Cả nhà ở trong này quan sát cả nhà.
Về cái nhà thì nãy giờ không biết là ở trong này mọi người thì có thấy con gái xuất hiện không mọi người? Cô gái luôn rồi. Cô gái xuất hiện. Giống muốn mình giúp đỡ cái gì mà quỳ lại chúng ta. Bây giờ cô có nói được không? Rồi, đang cầu xin mình việc gì á. Không biết chị nữa. Bây giờ cô có thể nói, nếu mà nói được thì nói chứ giờ tôi anh em tôi không hiểu được cô, ý cô muốn gì. Chắc nó không được cái gì. Nói đâu được đâu. Ừ. Cái này là mình phải sức hồn hay gì đó mới tiếp cận mới nói chuyện được chứ nếu mà bình thường dễ gì nói chuyện được. Bây giờ sao đây ta? Bây giờ cầu xin quá mình đâu biết đâu hiểu đâu mình đâu giúp có hiểu gì đâu chỉ anh em mình như là như chỉ hai anh em rồi chỉ người kêu cổ hay gì á như là giống như này kêu anh em mình giúp cái điều gì á ủa người mất tiêu rồi ta rồi biến mất rồi. Thì không biết là cả nhà có thấy được rõ hay không chứ hai anh em mình ngồi ở đây thì nhìn rất là rõ. Chắc có lẽ là cái hương cô gái đã nghe được những cái lời anh em mình nói lúc nãy là lúc em khắng đó. Thì muốn mình giúp điều gì thì hãy hiện ra cũng như là cho anh em mình tiếp cận thì anh em biết là giúp nhưng bây giờ hiện ra cũng như đang cầu xin một cái việc gì đó nhưng mà mình không có biết là không có hiểu được là cô ấy đang nói muốn nói gì. Đúng rồi, mình không hiểu được. Thứ nhất là không có nói chuyện được cho nên mình đâu có biết là cái gì đâu. Thì mình cũng là muốn giúp đó nhưng mà một cái là không có giao tiếp được. Với lại lần trước anh xuất ra thì bị cô gái này quýnh một lần ói máu rồi. Đó thì với lại thì anh em mình cũng xuất ra muốn xuất ra để giao tiếp cũng hơi sợ mọi người. Thật sự là mình không có dám xuất hồn nữa cả nhà. Tại vì thì lần trước thì mình đã bị một lần rồi. Thì cũng rất là may mắn là trong khi đó là mình có lá bùa trong tay cho nên mình có thể quay về xác của mình được. Thì ông bà thường nói á, đừng có tin ma quỷ, biết sao? Đôi khi nó muốn hại mình, nó dụ mình. Đúng rồi. Nó mà cái trong trường hợp này thì anh em mình cũng khá là lưỡng lự, thứ nhất là cũng giúp mà thứ hai cũng sợ. Thì cũng không có biết như thế nào, nếu cả nhà xin cả nhà hãy cho anh em mình một lời khuyên cả nhà. Thì cả nhà mình hãy cho anh em mình thật nhiều ý kiến nha. Nếu mà mình thấy nhiều lượt ý kiến nào nhất thì anh em mình sẽ cố gắng làm theo những cái làm ý kiến đó. Làm theo ý kiến của mọi người nha. Thì ok, thì hôm nay thì clip đến đây chắc có lẽ anh em mình sẽ kết thúc clip đây cả nhà. Thì ở cuối clip thì anh em cũng xin chúc cả nhà sức khỏe thật là dồi dào cả nhà. Ok, chào người hẹn người vào tập sau nha. Chào cả nhà.